Đây là cậu bé 2K9. Ngày hôm nay cậu lại đi vào rừng để dọn lại đường nhà hàng xóm. Không khí thật là trong lành. Làm việc thôi. Chìa khóa rồi. Mình sẽ gọi cho anh Kỳ Anh Thực Khóa. Nhưng mà bây giờ kênh YouTube Kỳ Anh Thực Khóa chỉ đăng video ngắn thôi. Còn đăng video dài trên kênh Thực Khóa Kỳ Anh. Anh có phải là Kỳ Anh Thực Khóa hay đăng video trên TikTok đúng không? Chính là tôi đây. À khoan, khoan. Anh em mình đàn ông mà. Nói chuyện mạnh mẽ lên. Khóa của em thì đang bị kẹt, mất chìa khóa. Vậy thì tôi tiến hành luôn nhé. Anh không có đồ mở khóa à? Đồ mở khóa đây này. Đó, cậu nhìn thấy chưa? Ok. Hẹn gặp lại nhá. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Để xem còn có cơ hội mất chìa khóa nữa không. Này anh kia làm gì đây? Anh định trộm xe tôi đúng không? Không. Anh định trộm xe tôi. Không. Tôi thấy rõ ràng. Không. Anh lấy cái này, anh trộm xe tôi đúng không? Khánh Duy à, chúng ta là người lớn rồi, nói chuyện nhẹ nhàng lại một chút dễ bị đau thanh quản lắm đấy cậu. Dạ vâng, em biết rồi. Ngày hôm qua. Điện thoại của em này. Tôi nhớ cầm nhầm điện thoại của cậu về, thật sự tôi rất áy náy. Nhưng hôm qua mưa gió quá, hôm nay tôi xin phép trả lại cho cậu cái chiếc điện thoại này. Tôi đã có chiếc khóa nan hoa này, không sợ kẻ trộm, không sợ cả Kỳ Anh Thợ Khóa. Nhưng mà ông Kỳ Anh Thợ Khóa bây giờ làm gì đang YouTube Kỳ Anh Thợ Khóa nữa đâu. Để đăng video dài trên kênh Thợ Khóa Kỳ Anh cơ mà. Siêu trộm. Nhiều đồ này làm sao mà lắp được nhỉ. Nhưng mà không sao, sao mà làm khó được tôi. Mới làm nhỏ để đút cái này vào nhỉ? Các bạn phải vặn cái chìa khóa này lên. Đó. Ôi, cái tấm này điểm gì ấy nhỉ? Thì ra là lắp vào mặt này. Còn hai con ốc này thì chúng ta lắp vào đây. Xong. Thử phát ra nào. Ấy xà. Đấy, phải xịn như thế này cơ mà. Ok, đi làm thôi. Mình lại trách nhầm anh ấy một lần nữa rồi. Anh ấy đúng là một người tốt. Cậu bé thật là nhiệt tình. Ôi trời ơi. Biết bao giờ mới gặp lại cậu một lần nữa đây cậu bé. Ui mệt thật đấy. Ui. Ui xe vẫn còn ở đây này. Sửa ai mà trộm nữa. Ui. Chìa khóa đâu nhỉ? Này anh em. Đừng lo, hãy để tôi giúp bạn. Anh là ai đấy? Mất chìa khóa đúng không? Ừ đúng rồi. Ok. Sời, quên mất tôi là ai à? Ừ anh là Kỳ Anh Chìa Khóa. Chìa khóa này gì? Ừ đúng. Đầu đất như cậu. À không, nhiều. Cậu thì lúc nào chả mất chìa khóa. Con khóa này là khóa nan hoa này. Nếu như tôi không nhầm thì như con khóa này vừa mới được lắp đúng không? Ừ em vừa mua luôn. Ừ đúng rồi, tại vì tôi biết mà. Tôi ngồi trên cây từ sáng. Thôi được rồi, để tôi mở ra giúp cậu. Ui. Ok. Anh mở nhanh thật đấy. Ôi chết rồi. Tôi lại nhớ tay đóng vào. Anh mở lại đi. Tôi đùa thôi. Anh mở nhanh hơn em dùng chìa khóa. Ok. Vậy là cậu có thể sử dụng luôn đấy. Bây giờ tôi về đây. Thôi chào cậu nhé. Anh có thể tháo ra được không? Cái khóa này không cần phải tháo. Tại vì sao? Tại vì khi mà đã lắp nguyên khối ở chỗ này ấy, thì rất là an toàn. Nhìn hai con ốc ở bên này thì thôi. Nhưng mà rất là chắc chắn. Tại vì sao? Muốn mở được hai con ốc này như sáng nay cậu lắp, cậu thấy rất là vất vả không? Sáng em lắp anh thấy á. Thì tôi cũng có ngồi trên đấy. Muốn tháo được hai con này ra thì cậu lại phải tháo tung hết ra và nhất thiết là phải mở được ổ khóa thì mới rút được cái chốt này ra để rút được hai con ốc đúng không? Đúng. Đấy nên là rất an toàn. Ok. Tôi những hành động của tôi thì phải là rất chuyên nghiệp mới làm được.
nên mong muốn các cậu không học theo ở nhà. Ok. Thôi thì hẹn ngày tái ngộ nhé. Em cảm ơn nhé. Thôi chào cậu. Về rồi à, quên mất. Để với này mình phải chụp ảnh khoe mọi người mới được. Ui sửa vì ui. Ê. Đúng đấy, tôi có cầm nhầm cái điện thoại của cậu. Ui. Thôi thôi, tiếp tục lại nhé. Cái gì kia? Đâu? Ui, biến mất rồi. Anh ấy đúng là một vị thần. Thôi thôi, cẩn thận anh, trộm. Sao ấy nhở? Mở rồi mà. Ui chết rồi, sáng nay mình lắp nhầm. Má, mình làm như nào ta? Tháo ra. Đây không có chìa khóa thì làm sao mà rút cái chốt này ra? Trời. Đúng đấy. Ui, anh đâu ra đấy? Cậu phải tháo được cái này ra này, vặn chìa khóa lên trên này thì mới có thể rút được cái chốt này ra. Đúng. Đúng là đồ ngốc, lắp mỗi cái khóa mà cũng không nên hồn. Anh thử giúp em đi. Tôi đã bảo mà, hẹn ngày tái ngộ kiểu gì cũng gặp cậu. Đúng. Này, nhìn này đồ ngốc. Ui, anh nhanh thật sự. Đưa tôi, để tôi vít đây. Cậu phải nâng nó lên cao chi này. Để đây. À. Đồ ngốc ạ. Phải nâng lên cao. Ừ. Tôi khát quá, cậu có thể đi kiếm tôi miếng nước được không? À. Ôi bị hâm à, trời nắng này lấy nước đâu ra. Mãi mà được chai nước. Ôi, không lấy rồi. Lại giúp rồi đi, không để người ta cảm ơn câu nào. Ây xà. Ê, khóa rồi. Mình nhiệt tình thật, giúp mình không bị kẹt mà cho nó đi luôn. Ôi trời ơi. Ôi, cái cậu đây đâu ấy? Ui giời, đang định cầm cho cái khóa ra, bảo là cái khóa phải sửa lại. Đồ ngốc. Mang cái nước đến cho người ta lại vứt đây. Ui, mùi xăng thế. Ừ, nhưng mà cũng được.